2733, mau dừng xe lại. Nhắc lại một lần nữa, 2733, mau tấp xe vào lề phải. 2733, mau tấp xe vào lề phải. Có một tài xế say rượu đang lái xe bỏ chạy. Vị trí hướng từ Sơn Rưng về Căn Nam. Vị trí hướng từ Sơn Rưng về Căn Nam. Số xe 2733, hướng Sơn Rưng về Căn Nam. Tôi nghe. Tất nhiên là đang say rượu rồi. Tới nhanh đi. Vị trí hiện tại ở đường Tehran, Flycam thì sao? Dạ xong rồi. Cho coi. Đã thấy cậu ấy chưa? Tôi đã thấy rồi. Tôi sẽ bám theo. Được rồi, dẫn cậu ấy đến đường nhỏ hơn. Đi thẳng ngã tư tiếp theo rẽ phải. Rẽ phải sao? Chúng tôi đã bao dây xe rồi. Dạ. Ra ngoài. Nè anh ơi, xuống xe đi. Nhanh đi, mau xuống xe đi, không nghe hả? Mau mở cửa ra đi. Nè, anh kia, có nghe thấy không vậy? Nếu anh không xuống xe sẽ bị thêm tội chống đối thi hành công vụ đó. Ra ngoài đi. Cái người này không giỡn đâu nha. Mau xuống xe đi. Ra ngoài đi. Ra ngoài, có nghe không vậy? Mau ra ngoài, bước ra ngoài. Anh gì ơi? Thưa anh, điện thoại của anh. Ai vậy? Dạ, tôi nghe đây. Ai vậy? Dạ, cục trưởng. Dạ, tôi biết rồi. Anh qua đây. Phim được chiếu tiếp minh tại tvhay.org. Các anh vất vả rồi. Ơi, đi thôi nào. Đi thôi. Mô Anh Su, 36 tuổi, người thừa kế tập đoàn NC. Tình hình đã được giải quyết. Được rồi, anh vất vả rồi. Nhưng sao không thấy cũ? Hình như cậu ấy đã trốn học rồi. Khi nào? 30 phút trước. Mau xác định vị trí. Dạ. Đang ở phòng game gần trường. Gọi cho trưởng nhóm Khuôn. Dạ. Trưởng nhóm Khuôn, tôi cần cậu đưa đứa nhỏ về. Hay quá. Xin lỗi nghe. Bây giờ chúng tôi hết máy rồi. Làm sao bây giờ? Anh nói cái gì vậy? Ở đó còn trống mà. Còn nhiều chỗ dạ. Trống mà. Thằng nhóc chơi dở quá. Nè, dọn cặp cho chúng tôi ngồi đi. Không được đâu, có ai ngồi cạnh tôi không thể tập trung được. Mà tôi cũng đã thuê mấy ghế đó rồi. Cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa này. Ê nhóc, sao nhiều tiền vậy? Ok. Cho anh mượn nha. Được thôi. Vậy anh lấy
Cảm ơn nhiều. Trời. Nhưng chừng nào trả lại? Gì? Nếu không có khả năng trả thì đừng có mượn. Mấy anh là ăn xin hả? Nó điên rồi hả gì? Nè, nói chuyện chút đi. Ê, à, cái thằng thằng này bị điên rồi. Mày lại buông tay ra, buông ra coi. Cậu chủ, ta về thôi. Mosochi, 13 tuổi, cậu út tập đoàn FC. Chờ một chút. Ôi, nóng quá. Vậy giờ chúng ta sẽ nói về triết lý về một nhà lãnh đạo của giám đốc Mu nha. Tại sao trong lúc phỏng vấn mà cô cứ làm những động tác thừa thãi vậy? Cả câu hỏi của cô cũng nhàm chán nữa. Mục đích của cô là gì? Là quyến rũ tôi à? Nếu vậy cô phải chuẩn bị hoàn hảo hơn rồi. Nhìn chung thì bộ váy của cô và phụ kiện không có tính cân bằng. Tôi xin lỗi giám đốc Mô, đây là hành vi quấy rối tình dục đó. Thay vì viết bài về anh, tôi sẽ viết bài tố cáo anh đó. Sao có thể như vậy được chứ? Giám đốc Mô có lý do để hiểu lầm mà. Sao? Ký giả Chuyên, cô làm ở Global Magazine bao lâu rồi? Sao chứ? Việc này là sao? Tổng biên tập của cô kết hôn với CEO của tập đoàn GK. Người tiền nhiệm thì kết hôn với CEO của YG. Người trước đó nữa thì kết hôn với CEO của MS. Và ký giả Chuyên không phải đang hẹn hò với một luật sư nổi tiếng sao? Sao? Cô muốn nhân dịp này đổi người yêu mới hả? Cô hãy xem lại đi trưởng nhóm Ly. Tố cáo, làm đi. Nếu cô muốn lọt vào mắt xanh của giám đốc Mô thì tối thiểu hãy đầu tư vào tiền lương đi. Những phụ kiện cũ kỹ này là sao chứ? Đúng là rẻ tiền mà. Trưởng nhóm Ly, dừng mấy cái phỏng vấn rẻ tiền này lại đi. Dạ, tôi xin lỗi. Dây chuyền đẹp đó. Mo Oanh Chu, 34 tuổi, người thừa kế thứ hai của tập đoàn FC. Vợ thứ của chủ tịch tập đoàn MC Mo Chon Hee. Em yêu à? Em muốn uống nước không? Đồng hồ đẹp quá ta. À, cái này sao? Là quà tặng đó. Vậy sao? Đợi chút nha. Tôi đây, tôi sẽ đến buổi họp mặt trễ một chút. À, gió sông ở đây rất thoải mái nên tôi muốn ở thêm một chút. Nghe thấy chưa? Lịch trình hôm nay của bà ấy là gì? Theo lịch trình thì bà ấy đang họp mặt với bạn. Vậy bà ấy nói gió sông là kiểm tra tất cả du thuyền của chúng ta ở trên sông Hàn. Dạ. Đây là hình ảnh trên bờ sông vào 2 tiếng trước.
xác định vị trí của anh chàng đó. Dạ, hiện tôi đang phân tích. Nhớ gọi cho tôi. Dạ. Có tiền án không? Kim Min Ho có 2 tiền án về bạo hành, mắc nợ rất nhiều. Thẻ tín dụng đã bị khóa vì xài quá hạn mức, và còn lái xe khi say rượu nữa. Được rồi. Cạn. Ai vậy? Không sao đâu, ra mở cửa đi. Hả? Mấy người là ai vậy? Nè, mấy người là ai? Em yêu à? Điện thoại của hắn. Các người làm gì vậy? Tôi sẽ báo cảnh sát đó. Em yêu à? Em hiểu lầm rồi. Cái này chỉ là hiểu lầm thôi. Anh sẽ giải thích với em. Em yêu à, anh yêu em nhiều lắm em à. Hãy yêu người đã tặng anh cái đồng hồ đó. Mau đưa đi. Em chờ yêu... đã. Hả? Cái đồng hồ đó là giả, rất rẻ tiền. Em yêu. Tôi không thể nào đi chệch hướng được nữa. Vì thích nên tôi ra ngoài cảm nhận gió sông thôi mà. Có cần gây gắt vậy không? Cái này không phải là nhờ giả. Rủi ro của người chủ, chuông báo của các gia đình tài phiệt cũng giống như quả bom hẹn giờ. Nhưng mà những gì biết được chỉ là bề nổi. Câu chuyện thật sự của họ vẫn đang được che giấu. Chính vì lý do đó mới có những người như chúng ta tồn tại. Yoon Sang-un xuất thân là công tố viên trường đội pháp lý. Lee Hong-an xuất thân là phóng viên trường đội hình ảnh marketing. Hoan Chun-hoon xuất thân là thành viên đội đặc nhiệm trường đội cảnh vệ. Hoàng Bô Chu Dông xuất thân là hacker Bắc Hàn, trưởng đội thông tin. Top, nhóm chuyên giải quyết những rắc rối của các thành viên trong gia đình tập đoàn MC. Mọi người đã vất vả rồi. Tất cả hãy tắt máy về nhà nghỉ ngơi. Chị vất vả rồi. Và người lãnh đạo của họ, Han Jae-kuk. Han Jae-kuk xuất thân là thẩm phán, người đứng đầu của Top. Dạ con về rồi. Uống ít ít thôi đó. Trời ơi, oan tôi về muộn vậy. Ồ, em cũng về rồi sao? Khi nào còn có bà ấy thì pháo đài nhà họ sẽ không bao giờ sụp đổ. Bộ phim Gia đình Đức Hạnh. Thiếu gia, cho đến khi ngọn núi biến thành đồi và đồi trở thành biển, chẳng nói là chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.
ta không thể chịu nổi nữa. Tôi đã xem tivi, thật sự là còn không giống những công ty nhỏ một chút nào hết. À vậy sao? Nếu như cùng kinh doanh trong một tòa nhà thì chuyện đó sẽ là phạm luật. Nhưng mà nếu là cô á thì chuyện này sẽ không sao hết, vì cô có sự khác biệt. Vậy tôi phải làm sao bây giờ đây? Họ đã phá giá và lấy đi các khách quen của tôi. Hả? Tôi thậm chí còn không trả nổi tiền thuê nhà. Cửa hàng này là hy vọng để bọn trẻ vào đại học. Cậu Hồ à, hãy giúp chúng tôi đi. Hả? Tôi cầu xin cậu, làm ơn hãy giúp chúng tôi đi. Giờ tôi phải làm gì đi? Hả? Mã xanh, mã xanh. Bệnh nhân phòng VIP, bệnh nhân phòng VIP. Mã xanh, mã xanh. Bệnh nhân phòng VIP, bệnh nhân phòng VIP. Sao? Ừ, tôi phải quay về hàng ngay. Ông tôi đang bị bệnh. Cô qua mặt được tất cả cảnh vệ à? Đừng lo lắng, đây là kỹ năng đặc biệt của tôi. Bà là người đã sáng lập ra tập đoàn MC, nhưng con làm nó lớn mạnh. Thời đại của bà đã qua rồi. Bây giờ hãy giao nó lại cho con và ra đi thanh thản đi bà. Sao mọi chuyện lại như vậy? Có vẻ ngài ấy đã biết viên chủ tịch và cô Sóc Hy tham gia vào đội vệ binh cho nên đã rất sốc. Ba tôi chưa bao giờ quên đi Sóc Hy. Không thể cho Sóc Hy biết về việc ba tôi đang gặp nguy hiểm. Nếu như Sóc Hy biết, sẽ không có cách nào ngăn được nó quay trở về đây. Dạ dĩ nhiên, tôi đã nói đội cảnh vệ bên New York cẩn thận rồi. Xin chờ tôi một chút. Alo. Gì chứ? Đã có chuyện gì? Cô Sóc Hy đang ở trên chuyến bay hạ cánh lúc 11 giờ từ New York về Seoul. Sao cô ấy có thể lên máy bay khi chúng ta đang giữ hộ chiếu được chứ? Cô ấy đã làm hộ chiếu giả để đi Nam Mỹ. Đây là bộ quần áo cô ấy đã mặc trước khi lên máy bay. Vẫn còn đủ thời gian, hãy chuẩn bị thật kỹ. Khi vừa xuống máy bay, phải bắt quay trở về New York. Dạ, tôi hiểu rồi. Đến gặp tôi. Cô vẫn liên tục theo dõi điện thoại của Sóc Hy chứ? Dạ. Ngay sau khi chủ tịch vào phòng cấp cứu thì cô ấy lập tức trở lại hàng sau 15 năm. Chuyện này thật kỳ lạ. Tôi sẽ tìm hiểu về việc ai đó thân cận với chủ tịch đã liên lạc với cô ấy. Im lặng đi.
Nhóm trưởng Quân, tôi đã kiểm tra lại danh sách hành khách. Cô ấy đã lừa chúng ta. Cô ấy đã hạ cánh ở Gimbun. Không còn thời gian đâu, phải nhanh lên. Thông báo với đội bảo an, đừng có tới sân bay Incheon, mà hãy mau chóng tới sân bay Gimbun. Hãy giúp chúng tôi kiểm soát giao thông. Được rồi. Mau chóng định vị chính xác vị trí cô ấy và làm theo kế hoạch. Đã nhìn thấy cô ấy. Ở đâu vậy? Dạ làm phiền cô, cô có phải là Mô Sóc Hy không? Gì chứ? Tôi xin lỗi. Mà đi tìm tiếp đi. Đi. Thưa sếp, tôi nghĩ cô ấy đã thoát được rồi. Cô ấy sẽ không dễ dàng để bị phát hiện ra đâu. Trước tiên cứ chờ lệnh. CCTV của sân bay, các phương tiện giao thông xe thuê, hãy kiểm tra hết. Dạ, tôi biết rồi. Thấy cô ấy rồi. Sao? Hãy cho tôi được sống với ông tôi đi mà. Tôi xin bà đó. Nha. Được rồi, cô muốn đua với tôi sao? Cũng được, đua thì đua. Xe của cô cũng tốt đó, nhưng mà cô lái tệ lắm. Nếu tóc của cô bay lên thì hãy đóng đắp xe lại. Trời ơi, đau quá. Ôi trời ơi, cái cổ của tôi. Sao có nhiều cách để ăn xin vậy chứ? Gì? Mới nói gì? Ai ăn xin hả? Cô bị điên sao? Trời ơi, đau quá. Đau muốn chết luôn á. Dừng lại đi. Anh muốn bao nhiêu? Thực sự là tôi đã lái xe rất chậm và cẩn thận. Vậy mà lời đầu tiên cô ta nói với tôi, anh muốn bao nhiêu tiền, làm như ra vẻ ngầu lắm vậy.
Tội này giờ phạt sao đây? Chạy xe tốt mà sao lại cư xử như vậy? Nè, nói tên và địa chỉ của cô. Cô tính tiếp tục im lặng hả? Tiểu thư à, không hiểu tiếng Hàn hả? Sếp ơi, nếu là tôi sẽ nhốt cô ta cho ăn cơm tù, sau đó dạy dỗ cho một bài học. Nè cô, nếu cô không nói gì thì sẽ bất lợi cho cô đó. Nếu không có camera quan sát hay là video hành trình thì vụ này khó rồi. Nè, tôi đã gọi cho luật sư theo yêu cầu của anh rồi đó. Xin chờ lát. Cảm ơn anh nha. Anh tới rồi sao? Bên này nè. Dì ngồi đằng kia, đang tìm luật sư. Cố lên nha. Dạ chào anh, tôi là luật sư Ho Yun Do. Anh cứ ngồi đi. Luật sư ơi, hãy tố cáo cô ta giùm tôi đi. Tôi muốn 30% tiền bồi thường. Hãy kể cho tôi nghe về vụ tai nạn đi. Được rồi, mời cô qua bên này. Ồ, bị thương ở chân sao? Bị thương nhiều thật á. Được rồi. Toàn thân tôi bị thương nè. Được rồi. Đúng là toàn là tin đồn nhảm. Bản đồ xe hơi, bộ nhớ đề, việc ghi hình bị tạm dừng. Camera hành trình, ghi video sao? Đây là danh thiếp của tôi. Cô đã cố tình tiếp cận xe và uy hiếp thân chủ của tôi. Vậy là cô ấy cố tình gây hấn đúng không? Ừ. Đây là hành vi phạm tội đặc thù. Phạm tội đặc thù? Anh không còn gì để nói sao? Trí tưởng tượng thật kém cỏi mà. Tưởng tượng sao? Đây là trò đùa hả? Với lại, câu anh muốn bao nhiêu là sao? Cô nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện đó hả? Thì anh ta cứ như một kẻ nghèo đang cần tiền nên tôi mới hỏi vậy thì sao chứ? Cô có biết đây là tội phỉ báng và vu khống không? Sao tôi có thể trông đợi vào một luật sư đang vu khống tôi là người tấn công được chứ? Thân chủ của anh rõ ràng là đang nói dối. Một kẻ không biết xấu hổ lừa cả thanh tra cảnh sát và luật sư. Anh nghĩ đây là lần đầu thật sao? Đây là giả thuyết không có căn cứ. Giả thuyết sao? Đây chính là căn cứ. Hàn Quốc thật là tuyệt vời. Định vị GPS có thể tự động ghi hình lại đó. Cái tên khốn nạn. Anh dám nói dối hả? Anh mới chính là người gây ra vụ tai nạn. Nhanh, làm tường trình đi. Không phải anh nên nói xin lỗi hay sao? Nhanh lên đi. Anh là người mới phải không? Nếu là một luật sư có kinh nghiệm thì anh đã nắm bắt được lời nói của thân chủ mình là nói dối rồi. Nhưng mà anh chỉ tin lời nói của thân chủ mình và chỉ để ý đến tiền. Nên cho dù là không có bằng chứng, anh vẫn buộc tội một cô gái yếu đuối không có người bảo hộ. Tại sao? Vì tôi là phụ nữ sao? Vì anh thấy tôi nhỏ tuổi sao? Hay vì anh coi tôi là một cô gái ngốc nghếch nên sẽ nhất làm theo yêu cầu của anh vì bị hù dọa sao? Hôm nay anh may mắn lắm đó. Đây là lần đầu tiên tôi tha cho một luật sư ngốc nghếch và gian lận đó. Còn nữa, nếu anh muốn trở nên chuyên nghiệp thì hãy đổi cách ăn mặc đi. Bà cô kia. Gì chứ? Cô già rồi sao? Phong cách trang điểm và ăn mặc giống như một bà cô già. Hãy trang điểm lại rồi ra ngoài. Nếu không thì ai cũng sẽ gọi là bà cô thôi. Cô hãy ăn mặc và trang điểm đúng với tuổi đi ha. Sao vậy?
Tôi đánh giá một người qua bề ngoài như cô thôi. Cô không hài lòng nữa hả? Nói cho cô biết nha, bộ đồ này là ba tôi đã mua cho tôi, vì vậy nó rất quý giá. Và chắc cô không biết gì là vật đáng quý đâu hả? Rồi sao? Cô gái yếu đuối, cô hả? Cô ăn nói theo kiểu khinh người khác rẻ tiền như vậy. Cô muốn giải quyết nhanh gọn chứ gì? Vậy thì mau giải quyết rồi tạm biệt sẽ tốt cho cả hai đó. Nghe nè, vụ này là tên xấu xa đó cố tình cho tôi vào trong. Đây không phải là một vụ tai nạn, mà là một vụ gian dối. Anh là một lính mới luôn truy lùng các vụ án ở đồn cảnh sát mà cũng dám thuyết giáo tôi sao? Vậy sao tự đầu cô không đưa đoạn video ra? Và cô cũng không trả lời câu hỏi của viên cảnh sát, dù là có bằng chứng. Đây là cản trở người thi hành công vụ. Cô muốn làm theo pháp luật chứ gì? Cô cũng có vẻ đang bận ha. Tạm biệt. Văn phòng luật sư, luật sư Hồ Dương Đô. Có cá tính á. Cậu nghĩ cô ta làm nghề gì? Ê, thích rồi hả? Không phải gu của tôi. Đã lâu rồi không gặp cô. Còn Trưởng Vũ Han không già đi chút nào. Bà vẫn vậy. Chủ tịch kêu tôi đưa cô về nhà. Tôi sẽ đi đến bệnh viện trước. Bỏ ra. Cô ta lại làm cái gì nữa vậy? Bỏ ra không. Xin lỗi. Bỏ ra. Bỏ ra nè. Làm gì ở sở cảnh sát vậy? Mau bỏ cô ấy ra. Ở đây là sở cảnh sát đó. Mấy người làm gì vậy? Các người đang phạm tội bắt cóc và hành hung đó. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi rất xin lỗi. Hiểu lầm gì chứ? Các người đi bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy là phạm tội đó biết chưa? Tôi là luật sư của cô ấy. Cô cần phải giải thích gì không? Nếu là luật sư thì bà nhất định phải biết. Nắm tay mà không được cô ấy cho phép là hành hung đó. Vậy thì cậu cũng nên biết, Hiến pháp năm 2014 đã loại trừ hành vi nắm cổ tay và nắm tay ra khỏi luật bạo hành rồi. Nhưng mà gần đây quan niệm đã thay đổi. Chỉ cần làm một cô gái khó chịu thì là bạo hành rồi. Bà không biết là một luật sư tốt là phải cảm nhận theo tình cảm hay sao? Thú vị thật. Tiểu thư, chúng ta đi. Đi mà giải quyết xe thuê của tôi. Còn nữa, nói với ông ấy tôi phải đến bệnh viện trước. Anh có lái xe chứ? Gì? Xe tôi gặp sự cố rồi. Và tôi một cô gái cực kỳ yếu đuối mà. Chúng ta sẽ đi các hướng khác nhau. Đi thôi. Ờ, đi đâu chứ? Ờ, nè, nè. Nè. Đưa tôi đến bệnh viện MC. Ông của tôi đang hấp hối. Nhưng tại sao tôi lại phải đưa cô đi? Vậy thì lúc nãy anh cũng không nên giúp tôi chứ. Được rồi, vì tôi hào hiệp nên sẽ giúp tới cùng vậy. Đi thôi. Nè cô kia. Cô kia. Khoan đã. Hành xử kiểu gì vậy trời? Không thèm nói tiếng cảm ơn luôn.
Tiểu thư, tiểu thư làm sao cô? Tôi không được chào đón sao? Có nên như vậy không? Làm phiền bà ra ngoài một chút. Dạ. Ông ơi, con là Sóc Hy đây. Con đã trở về sau 15 năm nay. Thưa bà, tiểu thư Sóc Hy đã trở lại Hàn Quốc rồi. Tôi biết rồi. Từ giờ cô hãy để mắt tới nó giúp tôi. Sóc Hy đã về hàng rồi hả? Sao cô ấy qua mặt được đội top vậy? Để xem. Mọi việc thật sự rất lạ. Cô ta chắc chắn không phải trở lại sau 15 năm để đi dã ngoại được. Cô ta về để hưởng quyền thừa kế. Thừa kế gì chứ? Giám đốc Mô còn căng thẳng quá rồi đó. Tốt lắm. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Anh không được vào. Anh vẫn chưa đi sao? À, tôi đang chờ để nhận được lời cảm ơn. Nếu anh muốn vậy thì cảm ơn nha. Bây giờ tôi không cần anh giúp gì đâu. Không sao đâu. Vậy là, vậy thì tốt quá. À, đi đây. Hôm nay là lần gặp đầu tiên của con với em chồng, nên nếu có gì thất lễ, mong con bỏ qua. Dạ. Cậu chủ Hoàng Su đã về rồi. Ơi ơi ơi, lịch ghi hình loạn lên hết à. Mở cái này giùm tôi đi. Ơi. Dạ xin lỗi con tới trễ. Cái nút áo thứ ba vẫn chưa cài đó. Ơi, ơi, vì diễn viên chính đến phim trường muộn quá cho nên mới dạo này nhiều diễn viên có thái độ tệ lắm, không có trách nhiệm gì hết. Chúng ta đáng lẽ nên bắt chước bên Hollywood, thêm vào các hợp đồng diễn viên điều khoản phạt đi trễ mới phải. Cậu chủ Sojin đã đến. Cô chủ Sóc Hy đã đến. Ê. Hả? Sao phải lịch sự với khách không mời mà đến vậy? Tất cả ngồi đi. Nè, Mô Sóc Hy. Hả? Trời ơi, chuyện gì vậy? Em là khách đặc biệt hôm nay hả? Rất hân hạnh.
Để xem nào, lần cuối chúng ta gặp nhau là ở New York năm ngoái thì phải. Trở lại Hàn sau 15 năm cảm giác sao hả? Trông em bây giờ đẹp hơn hồi xưa nhiều á. Chào mừng trở lại. Đây là chị dâu con, vợ Oan Chun. Vì con không đến dự lễ cưới nên tụi nó hơi buồn đó. Lý nào lại vậy? Tôi là bé Soo Jin, con gái của cựu bộ trưởng. Người chuyên về cello mà bị ở nhà không thấy chán sao? Gặp lần đầu giữ lễ chút đi. Anh không biết à? Vô lễ là nghề của tôi đó. Anh là người phát ngôn của cô ta à? Không giống chút nào. Nè, nè, cậu tên gì? Mô Soo Jin. Who are you? Tại sao lại nói tiếng Anh như vậy? Anh à? Ừ? Cậu ta sinh ngoài giá thú hả? Ê, không phải con anh đâu. Không à? À, ăn cơm trước kẽn hả? Ba cậu là ai? Mô John Hee. Ấn tượng thật. Ôi trời ơi, ghê thật đó. Mày không phải mẹ tôi. À, chị là Mô Sóc Hy, chị cùng cha khác mẹ với em. Em là Mô Soo Jin. Chủ tịch đã đến rồi. Ngạc nhiên chưa kìa? Cậu em trai đẹp trai. Còn ai nữa không? Gần đây có một diễn viên chính đến tham dự Cannes. Cứ nài nỉ con á, là đem chai rượu này cho ba, cho nên con đã nhận nó. À, là loại yêu thích của mẹ đó, 99 de Sacho. Chà, uống thử một chút chứ. Cất nó đi. Tôi thích nó đó. Chúng ta nên cùng nhau cụm ly chứ. Rót rượu đi. Nên ăn mừng sự kiện gì đây? Người em trai mới sau 15 năm. Chờ chút, tôi rốt cuộc có bao nhiêu người mẹ? Mẹ nó cũng là mẹ của tôi à? Nè, mẹ của em là ai? Lỗi nha. Ngôi nhà hạnh phúc. Tất cả mọi người đều giống như trước đây. Thích thật đó. Cô ra ngoài mau. Tại sao con trở lại hả? Khi chưa có sự cho phép của ba. Còn cần phải có sự cho phép của ông sao? Tôi không biết đó. Tôi đã lỡ mất ngày mất của mẹ. Tôi không muốn đến ông nội cũng vậy. Ông của con sẽ hồi phục thôi. Thật may, tôi cũng có suy nghĩ đó. Ngay khi trời sáng, hãy trở lại Mỹ.
Dạ. Tôi cũng muốn vậy, nhưng mà tôi không thích. Tôi muốn sống ở Hàn Quốc. Không được. Tôi không còn nhỏ nữa đâu. Và còn, trong số những người ngồi ở đây thì tôi mới là người có tư cách ở lại đây nhất, không phải sao? Không phải vậy sao? Mẹ kế ơi. Không có camera sao? Nhìn nè. Đẹp quá đi. Trông con đẹp quá đi. Thời tiết đẹp thật đó. Đúng vậy. À, nhưng mà mẹ ơi. Ờ. Sao chúng ta không sống chung với ba vậy? Ba của con hả? Rất bận nên. Sóc Huy à, con có thấy buồn khi không có ba bên cạnh không? Dạ không, không sao đâu. Nhưng nếu ba ít bận rộn hơn một chút thì tốt quá. Cô hãy dùng điện thoại này, chúng tôi sẽ tìm một thư ký riêng để tránh cho cô cảm thấy bất tiện. Các người đang giám sát tôi à, có đúng không? Hãy nói với bà Han, tôi sẽ tự tìm một thư ký mà tôi thấy thoải mái. Dạ. Cô là nhóm trưởng Ly phải không? Dạ. Nước hoa cao cấp đó, chắc tiền lương cao lắm phải không? Hay là cô làm hai công việc? Còn việc gì nữa à? Có một việc là vào ngày giỗ 30 của bà cô. Theo truyền thống gia đình thì phụ nữ trong nhà phải mặc hanbok. Khi nào tiện tôi sẽ cho nhà thiết kế. Tôi sẽ tự đi để hít thở không khí trong lành. 15 năm không về chắc hàng thay đổi nhiều lắm. Nếu cô trực tiếp đi thì cũng tốt thôi. Nhưng mà cô biết phải đi trong im lặng chứ. Đó là việc duy nhất tôi giỏi. Chúng ta đã thề sẽ bên nhau mãi mãi. Sao ngài có thể bỏ thiếp như vậy chứ? Con đi làm đi. Thiếp sẽ không chịu nổi lại đâu. Nữa hả? Con đi làm đi. Ê, 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 ê. Nè, có phải hôm nay con đi xin việc ở văn phòng luật sư của một tập đoàn có tiếng phải không? Không phải đâu mà. Hôm nay con có hẹn với thân chủ đó. Luật sư Hồ của chúng ta cuối cùng cũng nhận được vụ án rồi sao? Dạ tất nhiên rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con sẽ có một phòng luật cho riêng mình. Đúng rồi, phải vậy mới được chứ. Con phải chất giả ra sao để thành luật sư mà. Tối nay bà sẽ hâm thịt bò cho con. Ha, bây giờ mau đi đi. Ok. Được rồi, làm việc tốt nha con trai. Chà, ngoại hình và năng lực đều không thiếu cái nào. Con trai của mình đúng là nhất.
Cô là Mô Sóc Hy phải không? Phải. Chúng tôi đã được liên hệ, nhưng mà chúng tôi vừa có khách đột xuất nên cô vui lòng chờ khoảng 10 phút. Không sao đâu. Dạ cảm ơn cô, tôi sẽ đi chuẩn bị trà. Mời đi lối này. Thì sao chứ? Không lẽ phu nhân tập đoàn MC quan trọng hơn tôi à? Phu nhân MC thích các thiết kế thanh nhã và không thích để lộ nhiều da thịt ra ngoài. Cái gì chứ? Ồ, vậy ý cô là bà ta thì thanh lịch, còn tôi thì thích hở hang sao? Rất loè loẹt sao? Dạ không phải là vậy. Ôi trời ơi. Cô đúng là biết cách làm người khác nổi giận mà. Nói cho cô biết nha, hãy làm như những gì tôi đã nói, cô có biết không hả? Nếu nói cô để hở thì cứ để hở, cô hiểu chưa? Cô chỉ là thợ may thôi, làm sao cô dám nói tôi thế này thế nọ chứ? Cô cười tôi đó hả? Phải không? Cô là ai vậy? Gì nữa vậy chứ? Tôi đang tự hỏi ai đang ở trong phòng VIP mà lại còn lố giờ nữa. Ra là Chuenari. À hả? Cô đang phải đợi hả? Tạm thời tôi vẫn chưa xong việc đâu, nên cô im miệng lại và biến đi giùm được không? Cô là người có địa vị đó, dừng lại đi. Dám ra lệnh cho tôi hả? Lúc tôi còn lịch sự thì mau dừng lại đi. Mấy người này đúng thật là... Ôi trời ơi, ôi trời ơi, tôi sẽ giết cô cho coi. Nè, cô đứng lại. Tôi nói đứng lại mà. Đây là đang đóng phim sao? Sao dám động tay vậy? Cái cô này đứng lại đó. Nè, nè, lại đây, lại đây. Nè, nè, cô đứng lại. Cô đứng lại sao cô dám? Thôi đi. Đứng lại. Cô đứng lại đó. Chỉ vậy hả? Tệ quá. Cô có đứng lại không? Sao vậy? Dừng rồi hả? Nè, hôm nay cô đụng lầm người rồi đó. Mau dừng lại. Nè. Đứng lại. Dừng lại. Thật đáng thương. Cô hôm nay chết rồi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Trời ơi, Chuenari. Ôi trời. Ôi trời. Xin cô ta kìa. Ôi cô ta kìa. Đánh nhau hả? Hai người đó đánh nhau. Trời ơi, không xem cô ta kìa. Hai thiệt. Trời ơi. Ai ngờ đánh nhau thiệt là hài hước ghê. Chuenari đúng không? Lâu lâu mới có cảnh này mà. Mau dừng lại đi. Ôi trời, chuyện gì vậy? Cô chết chắc rồi. Mọi người cứ làm gì? Tôi đã nói cô mau dừng lại đi mà. Nè. Cô... có biết tôi là ai không? Mau bỏ ra. Mau bỏ ra không hả? Thật là... Ai, cô cầm hung khí định đánh người sao? Cô muốn tới đồn cảnh sát không hả? Không phải là việc của anh mau tránh ra đi. Cô không sao chứ? Có bị thương gì không? Ôi, cái lưng của tôi. Ba của tôi là fan của cô Chuenari. Vậy sao? Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nha. Không bỏ ra. Tôi hiểu vì cô ghen tị nên mới làm như vậy. Cô muốn thu hút sự chú ý phải không? Nhìn thì có vẻ là việc bình thường, nhưng mà với người có võ như cô thì là hành vi bạo hành đó. Không sao mà, dù sao thì tôi cũng có rất nhiều tiền. Không sao chứ. Nè, cô đi đâu vậy? Không. Mà bỏ ra đi. Không bỏ. Buông ra. Trời ơi, nhìn kìa. Làm gì vậy? Thầy ơi, đó, người làm gì vậy? Đừng làm mấy nghe. Sao bắt chúng tôi vậy? Vào trong, vào trong. Làm gì vậy? Bỏ ra. Bà Han à, sao bây giờ bà mới tới? Cô gái này, mau bắt cô ta lại đi. Khoan đã, tại sao Top lại xuất hiện ở đây? Chuyện gì vậy?
Việc này là sao? Con gái duy nhất của chủ tịch Chô Môn Hy là tiểu thư Mô Sóc Hy. Ôi trời, vậy cô ta là đứa trẻ sống 15 năm ở New York phải không? Bị điên hả? Nhưng mà tại sao Top lại bảo vệ cho cô ta vậy hả? Cô ấy là người mẫu độc quyền nên chúng tôi đã coi cô ấy giống như người nhà. Có vẻ như được tài trợ thì đúng hơn. Cô ta đang hẹn hò với ai? Anh Wan Su sao? Mo Wan Chun hay là ba tôi? Không phải như vậy đâu. Cô ta là ai tôi không quan tâm, nhưng mà cũng phải chọn một người có cùng đẳng cấp chứ. Gì chứ? Sao cô dám? Chị nói được vậy sao? Cô tốt nghiệp tiểu học rồi chứ. Cô có học lễ nghĩa không vậy? Hay là đầu của cô bị điên rồi? Thật là... Chỉ những ai đồng ý ký vào bản thỏa thuận này thì sẽ được nhận một khoản tiền mặt ngay. Tuy vậy, nếu như tiết lộ việc này ra dưới bất kỳ hình thức nào thì mọi người sẽ phải bồi thường gấp 3 lần. Tất cả đã rõ chưa? Rồi. Anh Lee Chun. Có tôi. Anh Ha Chiu. Dạ tôi. Cô Du Trung Minh. Có tôi đây. Anh Kim Sung Kung. Chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không? Dạ. Tôi sẽ không ký cái đó đâu. Số tiền không đủ sao? Không phải vậy. Tôi không có quay hình lại. Nhưng mà cậu đã chứng kiến. Nếu cậu không ký chúng tôi sẽ không yên tâm. Đâu phải vì bà muốn tôi ký thì tôi nhất định phải làm theo ý bà đâu chứ. Đúng vậy không? Tôi là fan của cô Chuê nên tôi sẽ không nói gì đâu mà. Tôi xin phép. Dạ thưa ông. Dạ. Ông nói sao? Ông muốn tăng tiền đặt cọc lên hả? Dạo này quán làm ăn cũng không được tốt mà. Ông hãy thông cảm giùm cho. Alo. Sao anh lại làm vậy? Lại chuyện gì nữa? Anh đang cần tiền mà. Sao lại từ chối? Sao cô cứ coi thường tôi vậy hả? Tôi chỉ nhận tiền mà tôi làm việc để có được thôi. Người như tôi vẫn còn tồn tại, được chưa? Hãy gọi tôi sẽ trả lương cao. Hãy làm cho tôi. Chuenari là mẹ của Sochin sao? Nhưng mà tôi còn đứa em nào khác không? Không có đâu. Có lẽ còn có việc bà Han này không biết đó. Ba, nếu ba mệt quá thì đóng cửa đi ba. Cũng không có gì vất vả lắm đâu. Bây giờ ba cũng đã lớn tuổi rồi. Giờ con tìm được việc sẽ có lương cao hơn. Con muốn ba được nghỉ ngơi mà. Công việc không được tốt hả con trai? Ba đã bán thịt để nuôi con lớn, để nuôi con ăn mặc và vào đại học. Giờ ba có nhiều khách quen lắm rồi. Ba phải làm hết sức mới được chứ. Nhưng mà
con nói chuyện với chủ nhà hay chưa? Ông ta cứ nói về tiền cọc nên bà đã nói là gọi cho con. Con của bà là luật sư mà, cho nên bà có thể ngẩng cao đầu nói chuyện rồi. Ông ta không dám đòi tăng tiền nhà với con, có phải không? Ờ dạ, ông ta không nói gì hết. Chủ tịch Hoàng đang nguy kịch. Tin nhắn được gửi đến từ cùng một số. Rốt cuộc là ai chứ? Hãy gọi cho tôi sẽ trả lương cao. Hãy làm cho tôi. Mình điên thiệt rồi, không thể tin cái độ tâm thần đó được. Alo. Sao anh không gọi vậy? Ngày mai gặp đi. Hả? Hãy tìm chủ nhân số điện thoại này. Cô tự gọi là được rồi. Nếu mà đơn giản như vậy thì tôi còn cần tìm anh làm gì nữa chứ? Từ 10 năm trước chủ nhân số này đã nhắn tin cho tôi, nhưng điện thoại luôn tắt máy. Tôi là luật sư chứ không phải chân sai vặt của cô. Nhưng anh là một luật sư thất nghiệp mà. Cô có quyền đội chuyên nghiệp mà, sai họ đi. Làm ơn đi. Anh bị ngốc hay là bị cứng đầu vậy hả? Rõ ràng là tôi có lý do nên tôi mới giao việc này cho anh mà. Tôi cao giá hơn cô nghĩ đó, nhắm có trả nổi không? Phí thuê là 10 triệu won. Theo thỏa thuận là luật sư cố vấn của tôi. À, vậy hả? Ờ, điều kiện cũng không tệ ha. Nhưng cô đã có luật sư cố vấn rồi mà. Họ lỗi thời rồi. Thay vào đó, tôi muốn anh làm nhanh nhất có thể. Đưa tôi số tài khoản của anh đi. Thật à? Anh tìm giúp tôi chủ nhân số điện thoại này nha. Không được, tìm thông tin cá nhân là bất hợp pháp đó. Anh lúc nào cũng nói vậy, đây là điều tra án đó. Khách hàng của tôi đã bị theo dõi 10 năm trời rồi. Nếu làm được vụ này, anh có thể tóm được tên tội phạm đó. Vậy hả? Chứ gì nữa, nhưng mà việc khẩn cấp phải làm nhanh lên nha. À, tôi biết rồi, cậu đợi tôi chút nha. Anh à. Đăng Lý phải gọi rồi chứ. Đang thử mình hay sao? Ừ. Alo. Alo. Là chuông báo thức thôi. Thiệt tình. Đổi cái chuông báo thức đi, làm rối quá. Anh chờ điện thoại ai vậy? Tiền bối có gì bí mật cần giấu sao hả? Không có. Nè, sao cô mặc giống nhân viên chuyển phát vậy? À, tôi đang giám sát bí mật. Tôi sẽ tắt máy nên đừng tìm tôi. Ăn uống đúng giờ nha. Giám sát? Ai hả? Tôi không muốn nói. Nè, dù Newpec là một công ty cho thoải mái về giờ giấc, nhưng mà tôi là một trưởng phòng, tôi muốn được biết chỉ có hai nhân viên mà. Hey, tôi biết rồi, tôi sẽ báo cáo sau. Nhưng mà gần đây tôi có xem chương trình của Lee Bung Soo và Choi Soo Jung tham gia. Tôi cảm thấy giữa hai người đó có gì rất lạ đó. Vậy nên tôi nghĩ không phải mối quan hệ bình thường, nên tôi sẽ tìm hiểu. Đúng vậy, tiếp tục đào sâu đi. Cô sẽ đào được tới đây, rồi lắp đầy lại. Cô cứ tiếp tục đào rồi lắp, rồi đào rồi lắp, sẽ đào ra được lương đó. Cái gì chứ? Anh đang nghi ngờ khả năng của tôi đó sao? Không phải như vậy, chỉ là không trông chờ nhiều. Nếu tôi thực sự tìm ra được gì đó thì sao đây?
Tôi đây. À, phải, ký giả Kimuki đây. Ở đâu? Tôi là Kimuki của Newspec. Anh là giám đốc Park của tập đoàn MC à? À, đúng vậy. Hãy đến chỗ nào kín đáo hơn đi. Trước khi tiểu thư lên máy bay, cô ấy đã nhận được một tin nhắn từ Hàn Quốc. Nhưng đó không phải là những người chúng ta đang theo dõi, là điện thoại ẩn danh. Tôi sẽ tìm hiểu thêm nữa. Tôi biết rồi. Điện thoại ẩn danh sao? Điện thoại ẩn danh? Chủ yếu là bọn tội phạm sử dụng dưới tên của người khác. Vậy số đó của ai? Người đã chết. Số điện thoại này cũng kỳ lạ, hầu như không có nhật ký cuộc gọi nào hết. Nhưng mà địa điểm gửi tin nhắn chính là sông Bốc Đông. Sông Bốc Đông? Là khu nhà của tôi. Cô có nghĩ ra là ai không? Không, anh vất vả rồi. Ngày mai ký hợp đồng đi, tôi sẽ gọi cho anh. Ồ, đi nha. Ồ, canh mặn quá. Ba ơi, canh mặn á. Ba nghe con nói không ba? À. Hả? Mặn thiệt á. Luật sư Hồ Yun Do nghe. Phỏng vấn ở tập đoàn MC sao? À, Yun Do à. Đúng là tập đoàn MC hả con? Con ứng tuyển ở đó lâu rồi mà. Sao giờ họ mới gọi? Luật sư của công ty chuyển việc thường mà, nên lúc nào cũng tuyển mới hết đó ba. Vậy hả? Vậy việc làm luật sư cố vấn đó thì sao? Con không định làm việc đó hả? Ơi, quên khách hàng đó đi, con phải tới buổi phỏng vấn trước cái đã. Dù sao con cũng đã hứa rồi. Ba lại thương cảm người dân nữa rồi. Con vẫn chưa ký hợp đồng mà, vẫn chưa dính gì tới pháp luật đạo đức hết. Ba biết rồi, con cố lên nha, lần này sẽ tốt thôi. Ba nói đúng lắm, cố lên. Cố lên. Ê, gặp ba sau nha. Ờ, đi đi. Phim được chiếu trực tiếp tại tvhay.org. Hồ Dung Đô đã đổ kỳ thi công nhận luật sư, tốt nghiệp một trường đại học địa phương không có danh tiếng. Ba thất bại tại nhiều doanh nghiệp, đã xin phá sản và đang dần phục hồi. Ông ấy sở hữu một cửa hàng xương hầm và đang trả nợ từ năm 2017. Dựa trên báo cáo thuế năm ngoái, tình hình kinh doanh không tệ, nhưng do khoản nợ rất lớn nên cũng rất khó khăn. Hiện tại, Hồ Yun Do đang mượn một góc nhà hàng để đặt bằng làm việc cho mình. Chị nhận anh ta thiệt hả? Sẽ rất thú vị nếu như có một người như cậu ta tham gia vào đội. Và ai ở đây muốn làm quản lý cho tiểu thư Mô Sóc Hy? Để cậu ta phụ trách tiểu thư cũng không tệ đâu. Cô Mô Sóc Hy đến rồi. Trình độ anh ta thế nào? Khi tháp chọn người, tôi nghĩ đều có tiêu chuẩn nhất định. Tôi đã đánh giá cao quá rồi. Anh ta thô lỗ và quê mùa. Anh Hồ Yun Do đến rồi. Mời vào đi. Dạ xin chào. Dạ xin chào. Ủa, sao lại là... Xin chào. Gì vậy? Sao cô lại ở đây? Để xem, sao tôi lại ở đây? Đây là con gái của chủ tịch Mô Chôn Hy, tiểu thư Mô Sóc Hy. Hả? Là trường hợp khẩn cấp. Trả con gái lại cho tôi.
Nè, cái bọn sát nhân kia, hãy trả con gái lại cho tôi đi. Bọn sát nhân, bọn khốn kiếp này, đừng có lại gần đây, tôi nhảy xuống bây giờ. Bước thêm một bước nữa là tôi nhảy xuống đó. Kim Du Man, 54 tuổi, có con gái làm ở công trường chúng ta năm 2015. Năm ngoái chết do tai nạn giao thông. Đơn yêu cầu bồi thường bị bác bỏ nên đến để kháng nghị. Là biểu tình bất hợp pháp tại tư nhân cho nên không thể trừng phạt. Tôi đã chặn các phóng viên của ba công ty truyền thông. Chúng ta có 10 phút để giải quyết chuyện này. Được rồi, vậy tôi đi. Chị ơi, của chị đây. Con gái cho tôi đi. Nè, cái bọn giết người, trả lại con gái cho tôi đi. Cái bọn giết người này không được đến đây. Không được đến đây. Bước đến là tôi nhảy xuống đó. Không được đến đây. Ông Kim Du Man, không được đến đây. Đến đây tôi nhảy xuống đó. Ông đã đột nhập nơi riêng tư, và đây chính là bạo động bất hợp pháp. Nếu bây giờ ông dừng lại, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa. Cô thì biết cái gì chứ? Cô hiểu tâm trạng của tôi sao? Không hiểu, tôi không thể hiểu. Nếu như ông vẫn tiếp tục làm như vậy thì không phải là con gái của ông, mà là cả con trai ông cũng sẽ bị liên lụy theo. Chị đã chết rồi, nếu ba còn phải vào tù nữa, vậy thì thằng bé phải làm sao đi? Ông phải nghĩ cho con trai của mình chứ. Chúng tôi đảm bảo là thằng bé sẽ được giáo dục thật tốt. Cô nói thật sao? Tất nhiên rồi. Giờ ông chỉ cần bước xuống thôi, chúng tôi xin hứa. Lôi ông ta xuống. Trời ơi, bỏ ra, bỏ tôi ra. Cái người làm gì vậy? Bỏ ra, bỏ ra. Cô lừa tôi, cô lừa tôi sao? Bỏ ra, bỏ ra, bỏ cô. Ông ta lên được tới tận đây có nghĩa là do an ninh quá lỏng lẻo. Sai sót này sẽ không lặp lại. Sai sót không phải là nhiệm vụ của cậu. Không thể lôi một người xuống như vậy được đâu. Vậy thì sao? Anh sẽ làm được gì cho ông ta đây? Tôi sẽ lắng nghe những ấm ức của ông ta. Bỏ
친구는 내 수행 변호사. 아, 어떻게 지구에서 제일 까다로운 석기 변호사가 됐을까? 근데 왜 하필 나야? 한재국 리스트엔 허병 같은 삼류 변호사는 없거든. 이 연봉을 준다는 겁니까? 사인하겠습니다. 피해 보상금 억대로 부르세요. 나 돈 많으니까. 이 변호사가 처리해 줄 거예요. 내 직속 부하라는 걸 잊지 마. 탑의 정보를 아가씨에게 누설해서도 안 되고. 탑이 얼마나 무서운지 제가 더 잘 알아요. 석기는 어떤가? 경영에 아예 뜻이 없는 건 아닌 것 같습니다. 네가 모르는 진짜 탑 멤버가 돼. 모석희, 좀 멀리 보내야겠다.